Chào buổi sáng cả nhà ơi. Hôm nay á mình sẽ chơi bên Hàn Quốc luôn nè. So I wear like really comfortable luôn. Hôm nay không có lộc phúc, không có gì luôn. Like there's no reason for me to look good, đúng không? To come back Korea. Nhưng mà cả nhà ơi, trước khi mình về Hàn Quốc á, ở Nhật Bản có một cái cửa hàng á ở Tokyo Tê. Người Hàn Quốc nói là cửa hàng Tokyo Tê có rất là nhiều sản phẩm đặc biệt, unique, only in Japan. Cho nên mình nghĩ là trước khi mình về Việt Nam, mình sẽ mua qua cho mọi người luôn ở Tokyo Tê luôn. Đây là cửa hàng Tokyo Tê tại Osaka cả nhà ơi. Rất nổi tiếng luôn. Ok, đi thôi. Nankai Shin Imamiya Station. Let's go. I need to go to platform 3. Last day at Osaka. I will miss you, Osaka. Maybe not. I don't know. Tàu điện ngầm của mình đang tới rồi, cả nhà ơi. Tàu điện ngầm Rapid. Wow. Tàu điện ngầm này những hiện đại quá ha, cả nhà ơi. My seat is 6. Đến nhà chơi ạ. Ở đây nhà cả nhà ơi. We will sell ticket in addition to 普通车票和特急车票. Tàu điện ngầm này như thế này cả nhà ơi. We will be stopping at Izumi Sano. Many, many minutes later. Exits are located at the back of cars number 1, 3 and. Này, mình tới sân bay Kansai cả nhà ơi. Sân bay ở thành phố Osaka. Mình mỗi tên sân bãi Kansai cả nhà ơi, Terminal 2. Máy bay của mình sẽ đi bãi 3 giờ chiều. Cho nên có thời gian cả nhà ơi. Mình nghĩ là trước khi đi bãi mình phải ăn cái gì ở Nhật Bản chứ, cuối cùng mà. Tất nhiên mình sợ về món Nhật Bản. Nhưng mà đây là cơ hội cuối cùng, cho nên mình sẽ thở nha. Đây là quán ăn duy nhất tại sân bay Kansai cả nhà ơi. Let's check the menu nha cả nhà. Here we have menu French fry and sausage 700, tonkatsu 1300, a bowl of rice with teriyaki sauce, hai viên 500, một viên 300, một viên 300. I also wanted to try some food at the restaurant, but I don't want to take a risk. Instead, I chose the most expensive bento in the convenience store. Really expensive, what? 228 yen. Yakisoba trứng. Ngon ngon yakisoba mình ăn hôm qua. Bento này có thức ăn thích, một loại yakisoba thức ăn số 2,
Thức ăn soba. That's it. Chắc là món này ngon á, đúng không? Không biết có món này là những nhiều crew gì ở Hàn Quốc, nhưng mà mặn hơn, ngon ớt hơn, ớt ngon hơn, saltier, less sweet. I think they use a lot of soy sauce. Chà chà, cái gì? Chỉ một món thôi. Nhưng mà ngon cái này. Mình cảm thấy là nhiều cục kim chi ở đây sẽ ngon hơn. Mà nó cũng có kim chi. A convenience store, they sell kim chi, but it's too spicy. I would make Korean eat kim chi. Japanese animation. Phần nổ của anime Nhật Bản là như thế này nghe nhờ. Bông bình thường. Bây giờ mình sẽ thử sandwich nha, sandwich đó. Mình cảm thấy mình nghĩ là trong này á là cái này là yakisoba. Actually, I thought the ingredient inside is natto, but maybe not. Đây là sandwich nha các bạn. It's natto. Đây là sandwich natto với tonkatsu. Sáng thở này. Mong mỏi. Bánh này mềm, bánh sandwich lắm, mềm. Natto là cảm thấy sour, cảm thấy sour một chút. And tonkatsu inside. Tastes like ham. Come on. Mình mới đến vào sân bay Kansai Osaka Terminal 2. Sân bay này rất là nhỏ cả nhà. Chỉ có 2 ghế thôi. Đó là máy bay của mình luôn nè. Bye bye Osaka. Cuối cùng mình đi luôn nè. Đã về Hàn Quốc á. Two hours later.
bình thường là cha của mình đó đến sân bay đưa mình trở về nhà nhưng mà hôm nay cha bận lắm cả nhà, cha đi làm cho nên hôm nay mình nghĩ là mình phải về nhà một mình đó. Trước sân bay trên nó có nhiều xe buýt cả nhà ơi. Every one of these is a bus station. And I can buy bus ticket over there. Or we also can use the vending machine, ticket vendor. See you guys at home.